Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020. Đến với bản tin hoạt hình đốn tối nay gồm có nhạc lá Bồ đề và bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam để mở đầu. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi nhạc lá Bồ đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện từ North Carolina. Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện Vì đâu người Vũ Hán ồ ạc tháo chạy trong tuyệt vọng trước đại dịch Chuyện của kiên định Tú Linh tóm lược và trình bày, kính mời quý vị theo dõi Sống trên đời, rất nhiều vấn đề đều có thể nói mạnh miệng Nhưng đối mặt với sinh tử lại không nói được lời nào Cho nên khi đại nạn ập đến, con người chỉ biết tháo chạy trong hoảng loạn vào giữa thế kỷ thứ 17, đại dịch cái chết đen kinh hoàng xảy ra ở châu Âu, khiến dân số châu Âu trong vòng chưa đầy một năm đã giảm đi một nửa. Nước Anh và khu vực phía nam trung tâm thành phố London là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là phần phía bắc của nước Anh lại may mắn tránh khỏi đại họa. Điều gì đã mang đến phép màu ấy? Ở khu vực Giáp biên giới phía Nam và Bắc bán đảo Anh có một ngôi làng tên là Ijam. Sau khi một doanh nhân trở về từ London mang theo bệnh cái chết đen, dịch bệnh đã lây lan khiến 344 người trong làng, ai nấy đều hoang mang lo sợ, bảo nhau chạy trốn về phía Bắc. Khi cả làng đang sửa soạn rời đi, một vị linh mục tên là William Monk đã bước ra phản đối ông nói không ai trong chúng ta biết rằng dân phía bắc có bị nhiễm bệnh hay không nếu đã nhiễm bệnh dù chạy trốn hay không đều phải chết thoát khỏi nơi đây nhất định sẽ làm nhiều người bị lây nhiễm xin mọi người hãy ở lại mang sự thiện tâm của chúng ta truyền lại đời sau để các thế hệ tương lai được phúc lành nhân họa đắc phúc Nghe lời vị linh mục, mọi người trong làng đều đồng ý ở lại. Họ cùng nhau xây một bức tường đá ở cổng ra vào phía bắc để ngăn không cho ai vượt ra ngoài. Và những gì xảy ra tiếp theo sau đó thật vô cùng bi thảm. Dịch bệnh tàn sát nghiêm trọng khiến nhiều người đã lần lượt bỏ mạng cho đến khi đại dịch qua đi, ngôi làng với 344 nhân khẩu chỉ còn lại 33 người sống sót, trong đó hầu hết là những đứa trẻ chưa thành niên. Vị linh mục cũng tử vong. Tuy nhiên, quyết định sáng suốt của ông đã ngăn không cho dịch bệnh lây lan tới phía bắc. Trước khi lìa đời, mỗi bệnh nhân đều phải viết lời nhắn nhủ để sau này những người sống sót khác có thể đọc. Tất cả mọi người khắc trên bia mộ của họ Nhờ đó mà ngôi làng xinh đẹp Ijam mới có những dòng chữ thấm đầy nước Bắc. Trên hơn 300 bia mộ, bia mộ của Linh Mục Mom Fashion chỉ viết một câu Xin hãy đưa thiện tâm truyền tiếp đời sau. Trên bia mộ của một vị bác sĩ viết cho người vợ đang xa cách của ông là dòng chữ Xin hãy tha thứ vì anh không thể cho em nhiều tình yêu hơn nữa bởi vì họ cần tới anh. Một người tên Ryder viết cho con gái, con thân yêu, con đã chứng kiến sự vĩ đại của cha mẹ và dân làng. Đây được gọi là sức mạnh của tín ngưỡng, của niềm tin. Cho dù cận kề với cái chết, họ vẫn để thiện tâm tỏa sáng, cũng không để mất đi tình yêu thương dành cho người khác. Sự khác biệt giữa có tín ngưỡng và không có tín ngưỡng chính là người có tín ngưỡng sống vì tha nhân người không có tín ngưỡng chỉ biết sống vì mình ngày hôm nay người dân vũ hán đang liều mình trốn chạy trong khi các vùng lân cận lại tìm cách ngăn chặn trong tuyệt vọng đó không chỉ là câu chuyện của riêng vũ hán vốn là trung tâm vùng dịch mà giới nhà giàu trên khắp trung quốc cũng đang tìm con đường đào thoát khỏi quê hương đến bất cứ nơi đâu ta cũng thấy một cảnh tượng thê lương hỗn loạn người bên trong giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy còn người bên ngoài thì đóng cửa quay lưng người trung quốc hôm nay là thế khi phải đối diện với sinh tử họ đã không còn gì để mất và vì để bảo vệ mạng họ đã lựa chọn cách hành xử như người mất hết tính người người dân vũ hán vì để bảo toàn tính mạng của bản thân mà liều mình trốn chạy nhưng người dân các vùng lân cận cũng vì muốn bảo toàn tính mạng mà xua đuổi một vài trường hợp điển hình như sau một người tứ xuyên trở về từ vũ hán không may bị đồng hương tố giác không ai muốn chấp nhận không ai muốn lại gần chỉ vì anh ta đã từng ở nơi dịch bệnh con người sống trên đời với một số vấn đề nhất định thì có thể mạnh miệng, nhưng đối mặt với sinh tử lại không nói được lời nào. Dù là nông dân hay trí thức, nghèo hèn hay sang giàu, đều sẽ phải một lần đối mặt với cái chết. Rất nhiều người ngày thường hô lớn chủ nghĩa vô thần, tập hợp mỗi người lại để phát biểu ba hoa khoác loát. Nhưng khi mạng sống sắp mất đi, họ lại lo sợ cúng cuồng, vái lại khắp nơi, mong tìm phương thuốc để kéo dài thọ mạng nhưng dù lựa chọn thế nào thì tất cả vẫn để lại cho chúng ta một nỗi xót xa, đó là khi một dân tộc mất đi tín ngưỡng đối diện với thiên tai nhân họa thì dù có cố gắng chạy trốn hay ngăn chặn, mỗi người đều đang tuyệt vọng tìm đường sống cho mình trong cảnh nghèo hèn bất đắc chí. Điều quan trọng chính là giữ được tấm thân trong sạch, không ngừng tu tập đạo đức và hoàn thiện bản thân. Có như vậy mới có thể tạo phúc cho sau này. Đây đều thuộc về tín ngưỡng văn hóa đã lưu truyền qua hàng nghìn năm. Người Tây Phương tin vào Thiên Chúa, họ bình tĩnh trước cái chết, tin tưởng rằng sau khi chết, linh hồn sẽ lên thiên đường. Do đó, đối mặt với tự thần, họ không hề sợ hãi. Họ nói, bạn chưa thấy thiên đường, bạn có thể cho rằng thiên đường không tồn tại. Nhưng bạn cũng chưa từng chết, làm sao bạn dám chắc người chết sẽ không có linh hồn để đi tới thiên đường hay địa ngục đây. Nhưng thật không may, thứ tín ngưỡng được gọi là chỉ vì mạng sống của người dân Trung Quốc lại dựa trên học thuyết vô thần. Vậy nên họ không dám đối mặt cái chết. Tại điểm cuối cùng của sinh mệnh ở trong sợ hãi và mờ mịt mà trôi qua người vũ hán có nên chạy khỏi vũ hán hay không có lẽ chúng ta không nên chỉ chết họ tuy nhiên cũng rất khó để đồng tình với sự trốn chạy này chúng ta cũng thông cảm với người dân các vùng lân cận khi họ không sẵn lòng tiếp đón bởi vì họ cũng muốn bảo vệ sinh mạng cùng là cái chết con người trong sự sợ hãi mờ mịt qua đời người có niềm tin tôn giáo khi cái chết gần kề họ ao ước lên thiên đường mà rời khỏi dương gian nhìn thấy người nhiễm bệnh ở trung quốc họ sợ hãi trước khi chết ngược lại các tín đồ cơ đốc bình tĩnh chờ đợi thời điểm về với chúa tâm mới hiểu rõ thì ra thống khổ lớn nhất của những người vũ hán không phải trên thể xác mà là ở tâm hồn một tâm hồn héo úa, không có tín ngưỡng, không có niềm tin. Sinh tử không phải chỉ là lời nói khuyên hoang. Người Trung Quốc hiện nay thực sự cần có một tín ngưỡng, cần một tín ngưỡng cao thượng đúng đắn. Kính thưa quý vị, Nhạc Lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Bởi liên lạc về chương trình Nhạc Lá Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lá bồ đề 2 gmail com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.